Ví dụ như là ngành học du lịch của bọn em ấy, thì mỗi tháng là bọn em được đi trải nghiệm du lịch, và hiện giờ thì bọn em cũng đã đi được đến 90 địa điểm rồi ạ. Và trong năm nhất thì bọn em sẽ được đi 120 địa điểm. Và cái việc mà đi thực tế như vậy thì sẽ giúp ích rất là nhiều cho bọn em trong cái công việc sau này của bọn em ạ. Bọn em học du lịch cho nên bọn em sẽ được đi nhiều hơn, được ra ngoài khám phá nhiều thứ hơn, được trải nghiệm nhiều thứ hơn, cho nên là kiến thức thực tiễn của em thì chắc chắn là sẽ hơn. Về khả năng thì em cũng tìm hiểu được rất là nhiều rồi. Và từ về những kiến thức chuyên môn du lịch của em, hay là về từ về những kiến thức kinh doanh thì em cũng tìm hiểu thêm và cũng học được các thầy cô ở trường, thì em cảm thấy là em cũng phần nào đủ năng lực để đi làm hay là đi tiếp xúc ngoài xã hội rồi ạ. Về sức khỏe thì sao em? Về sức khỏe thì em đánh giá bản thân mình là được tầm khoảng 7/10 ạ. Tại sao vậy? Tại vì bản thân con gái sức khỏe vốn ở trong em không được tốt lắm, nhưng mà từ khi vào trường có các kỷ luật thì sức khỏe đã tốt hơn một chút. Sức khỏe thì em tự tin là mình được 10/10 ạ. Tại vì khi mà trước đây khi mà em chưa vào trường ạ, em là một đứa rất là hay ốm vặt, đặc biệt là ở nhà còn lười ăn, bố mẹ em phải thúc ăn rất là nhiều. Nhưng mà khi mà vào trường thì đến bữa là bọn em phải lên ăn, rèn luyện theo mô hình quân đội ạ.